cái con chim chim mẹ với lại chim trống thì nó không có ở đây nữa ha. Nhưng mình thấy nó vẫn chớp mắt là bởi vì cái ánh sáng nó rọi quá mạnh, thì cái con nó nằm phía ngoài này thì nó vẫn còn mở mắt, nó cứ chớp chớp. Còn ba con kia thì nó cứ nằm xuống nữa. Ok. Lạ cái là nó cái mỏ nó vẫn hướng về một bên nhá, hướng về một bên nhá. Nhưng bây giờ thì tối quá, bây giờ cũng đã 10-11 giờ đêm rồi. Bây giờ mình rờ cái tay của mình. Thì cái nếu mà mình để cái máy xa mà mình focus lại đó thì mình sẽ không thấy cái tay của mình. Thì đây là vừa cái tầm tay của mình nhá, cái tay của mình đây nè. Đó, mình đụng nó vô nha. Đó, đụng nó vô cái cánh đó là không. Thì đó, mình không có bao giờ có thể giả tạo được. Như mình thấy đây thì nó nằm một cây cam đó. Cây cam đây là. Bây giờ mình quay lại sát chút xíu là mình thấy là. Thì thấy quá rõ không? Nó mà quay sát như vậy là ban đêm nó không có mấy cái con chim mẹ, chim trống nó không có kêu, nó không có kêu inh ỏi lên thì mình có thể nói chuyện được. Như thế này là mình học ở nơi những cái con chim này là nó cùng chung một ổ ha, nó lớn nhau từ lúc nhỏ, nhưng mà cái ổ của nó thì nó không có lớn đó, không có lớn lắm, nhưng mà nó cũng làm đủ để lớn để mà nó khỏi phải rớt xuống dưới. Nó sẽ không bao giờ rớt xuống dưới. Khi mà nó ị á, thì nó ị tròn. Còn chim mẹ chim trống nó ăn cái ị của nó không nốt luôn. Mình để ý thấy rồi thì mình muốn nói như giới thiệu với các bạn đó là nó hướng cái đầu nó về một phía nha, hướng cái đầu nó về một phía. Khi một con chim mẹ có nó tới đó, thì nó cứ há miệng thôi, thì con chim mẹ nó cho nó ăn được bao nhiêu đó thì nó ăn, nhưng mà nó không có giành nhau. Cái miệng của nó há đó, khi con mẹ có hay là con ba của nó mà đút cho nó thì nó đút cho ai thì nó ăn. Mình thấy rõ ràng là quay một đoạn phim đó thì nó không có giành nhau nè, mà nó cũng không đẩy nhau ra ngoài. Nó vẫn còn ở bên cạnh nhau. Thường thường nó hay đẻ 4 quả trứng, mà cái quả trứng của cái con này đó thì nó lại màu xanh xanh nha, màu xanh xanh. Để mình có thể quay qua bên kia để mình quay một cái đoạn phim, một cái ổ là nó làm xong rồi nó đẻ một cái trứng, xong rồi cái quả cam nó rớt ngoài cái ổ nó, nên nó không có làm tổ được. Dạ, có thể là ngày mai mình sẽ đi làm và chắc mình quay không có, mình về mình quay không kịp. Thì khoảng chừng 2 giờ đêm á, 2 giờ chiều, 2 giờ rưỡi chiều thì về tới nhà khoảng chừng 3 giờ rưỡi chiều thì mình quay được. Bây giờ nó là 11 giờ đêm, 2 giờ sáng thì chắc mình không quay được. 4 giờ mình dậy rồi, 5 giờ mình phải chuẩn bị, 5 giờ mình chuẩn bị đi ra ngoài rồi. Nên mình quay như vậy thì nó có ít ánh sáng thôi, nhưng mà nó cũng đủ cho mình để cho mình thấy ha. Ok, vậy thì bây giờ mình ngưng chút xíu, mình qua bên này mình lấy mình có ổ này coi có trứng nó còn không nha. Dạ, đây là cái ổ đầu tiên nó làm nè. Nó làm xong rồi có một cái quả cam nó nằm ở trong cái ổ nó ha, trong cái ổ trên này nè. Bây giờ nó vẫn còn một quả trứng ha. Để bây giờ mình sẽ cho bạn xem cái quả trứng nào. Cái trứng xong rồi cái quả cam của nó rớt lên trên nó giờ nó vẫn nằm ở đây nè. Đó, quả trứng của nó nằm như vậy và giờ nó khô đét rồi hả.
nó công cả lông cả gì đủ thứ lên, nó bỏ đây, nó bỏ đây là nó đưa cái ổ này, xong nó làm cái ổ bên kia, nhưng mà nó vẫn đẻ bốn cỏ trứng nữa nha, lạ như vậy ha. Thì đó là một cái sự rất là lạ. Ok, như vậy đây là quả cam nó rụng xong nó rớt ở đây nè. Oh my god, nó rớt xuống dưới luôn. Cam vẫn còn nhiều ở trên đây nè, đó. Bạn thấy không? Nó nhiều trên đó đó. Chết trên đó. Ổ chim, cái này là ổ chim khác. Bạn có cái quả cam nó rớt xong rồi còn ảnh hưởng nó nằm ở trên nè. Cam vẫn còn trên này nè, có mấy trái to trên, mấy quả cam nhỏ nhỏ thì nó vẫn nằm ở đây à. Ok, tối nay mình gặp cái con chim này, nó bay lên trên cái, nó bay ở dưới đất, nó kêu chíp chíp chíp, xong có mấy con mèo nó chạy theo. Thì cách đây 3 ngày. Hôm nay là ngày 26, ngày 23 thì mình thấy ở cái vườn của người bạn đó, nó có những cái quả đào rất là đỏ. Thì mình nhớ tới ngày 25 là ngày thánh mất cô, thì mình nhớ lộn đến ngày 24 và mình nhớ đến là thánh Luca. Thì lúc sang Mỹ đó mình nhớ đến là mình có coi phim thánh Luca rất là nhiều, mình biết thánh Luca. Dạ, họ viết như là thánh Luca. Lúc đó mình coi cái phim ông Noel đó, thì thánh Luca, và họ coi trên TV rất là nhiều lần, thì mình rất thích cái đó. Rồi mình coi cái phim ông Moses, lúc có cái ông Moses thì có gì như là 3 tiếng rưỡi, 4 tiếng rồi đó, tất cả là gì 6 tiếng đó. Thì mình coi đi coi lại vài cái phim ông Moses, rồi mình rất là nức nở khi mà ông Moses nó gặp lại mẹ của ông ha. Tối nay mình xin lỗi là bởi 3 ngày trước mình nhớ lộn ha. Thôi thì bây giờ xin chúc các bạn tối các bạn ngủ ngon. Con chim này nó vẫn còn ở đây với mình, nó chạy ở dưới, mình đã đưa lên cái cành cây này rồi. Xin chúc các bạn tối nay các bạn ngủ ngon.